Ủy ban nhân dân thị xã Sapa vừa tổ chức họp phối hợp triển khai công tác chuẩn bị giải marathon vượt núi quốc tế Sapa VMM 2022. Được tổ chức thường niên từ năm 2013, sau một năm bị tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2022, giải chạy marathon vượt núi quốc tế Sapa VMM sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 11 tháng 9 tới tại thị xã Sapa. Đến nay đã có trên 5.000 vận động viên đăng ký tham gia, trong đó 15% là vận động viên người nước ngoài. Giải chạy VMM 2022 sẽ có các cự ly marathon đại chúng 10 km và 15 km, bán marathon 21 km, marathon 42 km, siêu marathon 70 và 100 km. Đặc biệt năm nay sẽ có thêm cự ly 160 km. Đây là cự ly lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Kết thúc giải chạy, ban tổ chức sẽ trích 50% kinh phí đóng góp từ các vận động viên cho dự án hỗ trợ dân sinh tại thị xã. 50% kinh phí còn lại sẽ được đóng góp cho Quỹ Hỗ trợ Y tế cho Trẻ Sơ Sinh, Newborn Việt Nam và Quỹ Phẫu thuật Nụ Cười, Operation Smile.